Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái kênh YouTube của Tỷ Đem Trung Đức. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về cái chương trình khuyến mại của thiết bị. Và phần labo thì chúng ta xem thêm những cái phần tiếp theo là đó là vòi sen tắm thông minh. Nó còn có gọi tên gọi khác là sen tắm nhiệt độ ha. Thì sen tắm nhiệt độ đây là gì? Có nghĩa là nó sẽ thân thiện với trẻ em, người già
nó tránh bị bỏng khi chúng ta sờ lên củ sen trên đây. Và cái củ sen của nó sẽ được tự điều chỉnh nhiệt độ, có nghĩa là chúng ta sẽ thiết lập là được như 38 độ, 36 độ thì nó sẽ tự điều chỉnh chúng ta về nhiệt độ đó. Thì trong đây có những lựa chọn chúng ta, ví dụ như kết hợp là củ sen và tay sen ha. Ví dụ như tay sen có những cái như 3413-4 sen là dòng của như rẻ nhất nè. Và ngoài ra nó có những cái bột sen cây, cái là bột sen cây nhiệt độ. Và trong đây có con 3415T thì được rất nhiều người lựa chọn. Bộ phận tiếp theo thì có một đặc điểm nổi bật, đó là nó sẽ ra hai cái dòng BP-CL2 và BP-CL1. Thì hai cái con này là thân sen rồi, giúp chúng ta kết hợp với các củ sen thông thường ha. Hoặc chúng ta muốn nâng cấp từ củ sen lên sen cây thì có hai lựa chọn này. Ngoài ra thì nó vẫn có những cái bộ kết hợp như 115S, giá thành rất là rẻ nè. Ta có thể mua combo này thì giá thành tốt hơn. Và tiếp tục theo thì đó là cái bộ sen vòi và combo sen và vòi ha. Thì mua combo sen vòi thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm hơn. Và chúng ta mua theo bộ này thì nó cũng sẽ giúp chúng ta cái phòng tắm chúng ta nó có một cái đồng bộ đồng nhất. Tiếp theo cũng là combo giữa sen vòi, nhưng mà đây combo sen vòi nhiệt độ ha. Tiếp tục thì combo sen cây và vòi, đây cũng là sen vòi hết, có combo. Thì chúng ta combo, chúng ta vẫn có lưu ý là cái combo thường là sẽ số lượng rất có hạn, chúng ta phải chọn sớm. Thì đây chúng ta, đây là những cái bộ sen vòi rời nè, chúng ta có thể chọn. Ngoài ra có cả xả bồn cũng có khuyến mại nha, ta lưu ý. Đây là sen vòi. Ngoài ra năm nay đặc biệt là chúng ta có thêm một cái khuyến mại về phụ kiện nhưng hơi ít, đó là thanh treo khăn. Thanh treo khăn một tầng, hai tầng, hai thanh đôi. Và phần vòi bếp thì nó sẽ đặc biệt nổi bật, đó là có thêm cái phần vòi bếp cảm ứng IF-NB454SX. Thì cái con này thì khả năng hiện tại cũng chưa có hàng ngay, nên chúng ta cứ đặt hàng chờ thì trong khuyến mại này vẫn có thể có thôi, nhưng số lượng sẽ rất ít, chúng ta lưu ý cần đặt hàng sớm. Ngoài ra còn những cái vòi bếp lạnh khác cũng như vòi xịt cũng được khuyến mại đó. Thì chương trình khuyến mại của thằng Inap thì nó có những vậy thôi. Ngoài ra thì quý khách muốn xem cái giá chính xác ở bên Tiên Đêm Thuận Đức thì chúng ta sẽ truy cập vào website là www.tiendem.vn. Ta vào phần thương hiệu Inap, chúng ta xem được sản phẩm Inap. Trên đây thì chúng tôi sẽ có niêm yết giá bán. Thì sản phẩm Inap hiện tại chúng tôi sẽ cung cấp rất là nhanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngoài ra các tỉnh lân cận thì có thể số lượng lớn chúng tôi sẽ vận chuyển được miễn phí, còn số lượng ít hơn thì có thể chúng ta gửi qua Chành hoặc là gửi